Chào cô và các bạn, hôm nay mình đại diện nhóm 3 lớp trưởng 3 demo một ứng dụng upload file đơn giản lên Google Drive, sử dụng Google Drive API ha. Thì đầu tiên là mình phải vào Google Cloud Console này, thì vào cái web trang đầu tiên, thì mình tạo một cái project, một cái project upload file trên đây. Thì mục đích đó là để map với cái project ở bên các cái IDE như là Elixir chẳng hạn. Thì khi mà bạn tạo một cái project trên đây á, thì bạn vào API Service, vào library và tìm để enable cái Google Drive API này lên. Đó, thì cái Google mình sẽ thao tác với cái Google Drive của mình, như là thêm một file lên, xóa một file thông qua cái Google Drive API này. Thì mình nên enable lên. Thì ở đây mình đã enable lên rồi. Thì bạn nào chưa thì ở đây nó sẽ hiện một cái button là enable, thì bạn nhấn vào là ok. Khi mà mình đã enable lên rồi thì mình sẽ vào tiếp vào cái credential này. Thì cái credential này á, là có thể hiểu nó là một cái file ủy quyền, một cái file ủy quyền. Thì đây mình đã tạo trước hai cái rồi, thì ở đây mình vẫn sẽ tạo thêm một cái nữa để cho các bạn có thể theo dõi. Thì bạn vào đây, bạn vào cái thứ hai này, chọn order, đặt tên cho cái credential mình và bấm create. Khi mà bạn create xong á, thì nó sẽ có một cái nút download ở đây để download về một cái file JSON. Để bạn download về một cái file JSON và vào project của mình để sử dụng. Đó, thì nó ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đưa nó ra desktop. Rồi. Đặt lại cái file cho nó ha. Đặt lại cái tên file cho nó. Cho nó ngắn lại. Rồi. Vậy là mình đã hoàn tất cái bước setup. Thì bây giờ mình vào mình vào Elixir để demo cái project ha. Demo và giải thích cái project. Bạn đợi một xíu ha, nó chạy lần đầu nó hơi lâu. Rồi, nó đã chạy lên. Thì đây là cái project mình đã tạo trước. Thì mình sẽ giải thích lại từ đầu. Mình sẽ giải thích lại từ đầu cho các bạn dễ hình dung. Thì đây là một cái project render upload file. Thì bạn đầu tiên thì bạn sẽ vào cái file, chọn new project file này, tạo một cái project render mới, chọn render, bấm vào render project này, next và đặt cái tên project của mình, bấm finish ha. Thì khi mà tạo ra rồi á, thì nó sẽ có hai cái hư mục, một cái hư mục là src main java, một cái hư mục là một cái bucket là src main resource. Thì đầu tiên là cái file series của mình thì mình sẽ bỏ vào theo như cái hướng dẫn của cô ở trên Facebook, theo như cái hướng dẫn của cô, theo như cái đường lên hướng dẫn của cô ha. Đây đường lên này. Thì mình sẽ bỏ cái hư mục credential.json này vào cái hộp src main.resource ha. Các bạn bỏ cái file nó vào đây. Đấy, nó nằm ở đây, mình đã bỏ vào rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ phải copy cái này vào hư mục build.render. Đây, build.render mình sẽ copy y thật như những cái này, copy bỏ vào đây. Và bạn nhớ lưu ý là phải đổi cái này
thành cái file main của mình nằm trong thư mục com.main và cái file main.java này phải chạy chính của mình. Rồi thì xong cái bước cấu hình. À, còn một cái nữa là để mà bạn sử dụng được mấy cái gói, mấy cái gói của thằng Google API này. Đây những cái gói Google API này. Đây những cái gói này. Đây những cái gói này, gói thư viện này. Thì bạn phải vào cái upload file này. Chọn lít chuột phải vào cái upload file này. Chọn Google API vào ra. Đây thì bạn search cho mình là write. Đây bạn chọn cái này. Thì cái này nó sẽ thao tác cái upload, download, search và cái gì đó. Rồi bạn bấm finish cho mình để add vào thì mới sử dụng mấy cái thư viện này. Thì ở đây mình giải thích qua mấy cái file Java của mình ha. Mấy cái file Java này của mình ha. Thì cái file đầu tiên á là file này file chỉ chính. Nó sẽ khởi tạo, nó sẽ đọc cái file của mình, cấp quyền cho mình thao tác với cái write, và nó sẽ tạo một cái frame. Một cái frame này á, một cái frame này chính là một cái giao diện của mình thôi. Đây cái giao diện của mình, nó sẽ tạo một cái giao diện thì nó có hai sự kiện, là một sự kiện là tìm kiếm file và upload file lên. Thì đây nó sẽ xử lý hai cái sự kiện đó nằm ở đây đó. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái project lên để demo cho các bạn ha. Thì trước khi mà chạy cái project này á thì mình có một cái lưu ý cho các bạn á. Thì trước khi chạy á thì cái hàm main của mình nè, nó sẽ đọc cái file client series.json này và nó bỏ vào cái thư mục OC user del và đây nó sẽ bỏ vào đây. Trước khi chạy á, do mình đã chạy trước rồi á thì nó sẽ tạo ra một cái này. Thì khi mà bạn chạy á thì trước khi chạy thì nên xóa cái này để có nhiều cái trường hợp nó sẽ phát sinh cái lỗi mà mình không có biết được, không có biết trước được. Đấy thì bây giờ mình sẽ chạy cái ứng dụng của mình lên. Đây Google đây run Java application lên. Ok. Đấy khi chạy xong á thì cái Google nó sẽ xác nhận là bạn có cấp quyền cho cái ứng dụng của mình, cái ứng dụng upload file của mình thao tác với cái drive của mình hay không ha. Thì đây nó hỏi này, bạn đợi một xíu ha. Đây nó hỏi đây, sửa xóa bạn cho phép hết tất cả cho mình, cho phép hết tất cả, rồi cho phép hết tất cả, cho phép. Rồi thì bây giờ thì mình có quyền thao tác với cái drive của mình rồi đó. Thì đây cái giao diện để mình ứng dụng của mình. Thì bây giờ mình sẽ thử upload một cái file lên Google Drive ha. Đây thì mình sẽ bây giờ mình up một cái hình lên đi. Cái hình lên thì mình sẽ up một cái hình sáo này đi. Thì cái hình sáo á, cái hình sáo thì nó có dạng như thế này. Đâu picture, đây HC, hình sáo của mình. Hình sáo của mình là nó dạng như vậy nè. Hình sáo của mình là nó dạng như vậy nè. Bạn đợi một tí ha. Hình sáo của mình. Đây. Đây hình sáo của mình nè, thì mình sẽ up cái hình sáo lên Google Drive ha. Rồi bạn chọn vô hình sáo này và chọn upload. Upload lên Google Drive thì nó sẽ báo, ứng dụng nó sẽ báo là upload thành công ha. Ứng dụng nó sẽ báo là cái upload thành công. Thì bây giờ mình vào cái Google Drive của mình để kiểm tra xem nó có upload lên chưa ha. Thì đây vào Drive, vào cái Drive của mình. Thì đây cái hình của mình nó nằm ở đây. Đó, vậy là mình đã demo xong cái ứng dụng của mình lên upload file lên Google Drive sử dụng Google Drive API ha. Sử dụng Google Drive API ha. Thì đây. Đây 7:59 phút 8 giờ PM.
Đúng là nó rồi, vậy là mình đã thành công ha. Chào.